Nào tiếp tục nào. Chúng ta sẽ xem qua cái bài tập này. Là ta xây dựng cái bộ lọc đúng chứ nhỉ? Tức là chúng ta áp dụng cái này để cho cái cột giảm giá đúng không? Thế cái này làm nào thì thực ra chúng ta làm giống hệt như bài trên, thay đổi tí cốt thôi nhé. Thế thì các bạn copy này, Ctrl A, Ctrl C này. Ta tạo một cái file mới là index72.html và Ctrl V vào đây nhé. Bây giờ các em hãy sửa một tí này. Cái chỗ VM ở cái product gì gì đây này, cái chỗ này đúng không? Thì chấm app chấm container rồi. À chỗ chấm controller rồi đúng không? Thì các bạn sẽ chấm thêm một cái nữa này. App chấm controller. Thì chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ chấm thêm một cái nữa này. Nhá, chấm là filter. Chúng ta dùng bộ lọc mà đúng như nhỉ, chấm filter đúng như nhỉ. Thế thì các bạn sẽ truyền ở đây cái này nó là percent gì, percent tích đúng không, filter theo percent tích tức là theo phần trăm như nhỉ, percent tích. Và ở đây các bạn sẽ có đấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái biến tức là gì, đô la filter. Như vậy để mà có cái đô la filter này thì chúng ta sẽ phải truyền một cái hàm đúng không, là gì, là có cái function filter đúng không. Thế là ở đây bạn sẽ có một cái function này và chúng ta sẽ truyền cái đô la filter này vào đấy nhỉ, filter đấy. Và chúng ta sẽ mở ngoặc, đóng ngoặc này ra rồi enter cũng đây đấy nhỉ. Rồi, bây giờ ta sẽ return. Theo yêu cầu của nó là cho cột giảm giá đúng không? Như vậy chúng ta sẽ return là một cái function này. Thì trong cái function này, đúng không? Chúng ta sẽ định nghĩa một cái input. Một cái input này. Và một cái vì là số thập phân cho nên thầy sẽ điểm điểm vào cái này, decimal. Nhá, decimal. Đây là số thập phân. Đấy nhá. Decimal. Và chúng ta sẽ mở cái này ra. Rồi, bây giờ ta lại return một cái đô la filter. Không? Và cái trường các bạn cần quan tâm ở đây. Đúng không? Là cái trường là cái này thì nó là kiểu là gì nhỉ? Number đúng không? Filter theo number, ok chưa? Xin lỗi cái chỗ này nó phải là dấu. Filter là cái filter sau đó chúng ta sẽ mở ngoặc ra này là cái input, bây giờ tính ở phần trăm thì nó phải tính nào nhỉ? Input nhân bao nhiêu? Nhân bao nhiêu nhỉ? Nhân 100. Đúng không? Nhân 100. Và ở đây bạn sẽ truyền một cái là filter vào nhé. Decimal vào. Decimal. Tức là số thập phân của nó là cần hai số đúng không? Và cuối cùng chúng ta sẽ cộng với cái ký tự là gì, phần trăm. Đấy nhé. Ký tự phần trăm. Tức là chẳng qua là ta chuyển cái này thành phần trăm thôi nhé. Chuyển cái này thành phần trăm. Và ta ép kiểu sang kiểu number này. Filter này. Ta ép kiểu sang gì? Number mở ngoặc ra input nhân 100 decimal và cộng với phần trăm đúng không? Thì đến đây chúng ta mới chấm phẩy hết ở đây đúng không? Còn lại thì ở trên kia thì bạn cũng phải sửa một tí này, ở cái cột là discount thì chúng ta sẽ cuộn lên cái cột discount này đúng không? Thì các bạn sẽ căn V vào đấy, à quên là percentage đúng không? Percentage. Được chưa nhỉ? Percentage. Và chúng ta để là gì? Hai chữ số nhé. Thì các bạn sửa, các bạn có thể mở ra ta kiểm tra lại. Cái chỗ này là 72 này. Đấy, thì nó sẽ ra như này đúng không?
Úi dồi, 100% giảm giá nhiều thế, 900% cơ à? Không ổn lắm gì. Ở đây các bạn là trăm làm gì đến 100% nhỉ? 10%, 9% này. Đây là 8%. Giờ chúng ta biết sai một tí. Cái này chúng ta sửa lại một tí. Bỏ 100 này đi. Đấy, đúng không? 10%, 9%, 7%, 12%, 8%. Nhá, tức là ta viết cái định dạng này theo một kiểu, và theo một cái kiểu gọi là kiểu gì? Kiểu phần trăm, đúng không? Viết theo kiểu phần trăm. Tức là nếu bạn nhập vào số 10 thì nó sẽ ra 10%, số 9 là ra 9%, số 7 là 7%, 12%, 8%. Nhá. Rồi, ok, nhưng mà cái code của nó là chẳng qua cái chỗ này nó định dạng theo phần trăm thôi nhé, định dạng theo phần trăm. Như vậy bài 2 là giống bài 1, chúng ta chỉ thay đổi thấy cái cách định dạng phần trăm filter cho nó thôi nhé, filter như thế này. Thì sau khi filter xong thì bạn sẽ có kết quả như thế này, như nhỉ? Nó khác với bài 1 nhé, cái bài 1 ấy thì nó sẽ có hình ảnh như thế này. Còn bài 2 thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh là như thế này, đúng không? Filter nhé. Đây, cái filter nó được thể hiện ở chỗ này, như nhỉ? Đấy. Thế thôi nhé.